nha. À, hôm nay Ngân có tí xíu thông báo nhỏ cho Local Supply là showroom của mình đã chính thức bắt đầu cho khách đi vào để lựa hàng được rồi. Và tại đây thì mấy anh chị khi đi vào mua hàng thì mấy anh chị có thể thử bột luôn tại chỗ, thử màu sơn, thử bột, bất kỳ cái gì mà mấy sản phẩm nào mấy anh chị muốn đều có thể thử luôn tại chỗ nha. Và địa chỉ của mình hiện giờ là 12061 66 Street North Lago 33773. Tụi em có số điện thoại mấy anh chị có thể gọi trực tiếp vào, đó là 888-887-8807 cho Local Supply. Và trên online thì mấy anh chị cũng có thể gọi vào để mua những cái sản phẩm của em thông báo ngày hôm nay. Và khi đi mấy cái này thì mình đa phần là mình refer ship pallet, thì mọi người có thể gọi vào để nhân viên tụi em hỗ trợ về trên cái giá shipping pallet này kia như thế nào. Và max price cho các anh chị ở Local luôn là giá mọi người mua trong vòng một tháng này có thể là max price, và cũng đảm bảo là giá sẽ thấp nhất cho mấy anh chị sử dụng. Mình có bắt đầu có luôn acetone, không ngờ mấy anh chị cứ hỏi là tại vì mọi người biết là mọi người muốn mua chung để cho xài luôn á, thì mình đã có acetone nè, alcohol nè, bao tay nè, toe separator, và đầy đủ dép, đồ kẹp chân, dép, rồi manicure pedicure kit có đầy đủ hết. Và đặc biệt là cái glove này là cái mà hiện giờ tụi em đang bán chạy nhất ở đây, và ngay cả ship đi tiểu bang khác luôn, tại vì ai mà xài qua cái này rồi thì rất là thích, rất là chắc nha, đeo vô á dài. Cái này là size gì, x small xài không vừa, đừng có ép buộc cái nào vừa thì mình xài vừa. Ok, cái size của nó là nó dài lên tới đây, cho nên mấy anh chị xài cái nước nó đỡ chui vô cái tay của mình, và đặc biệt là bao tay rất là chắc. Thì hồi tuần rồi á, có mấy chị khách mua trong tiệm của mấy bé làm trong công ty, mua về xài xong mấy chị nói trời ơi em ơi, bao tay xài đã quá, chị xài ba người khách rồi chưa rách. Em nói trời ơi, ba người khách chưa rách thì chừng nào chị mua thùng kế tiếp mua thùng bao tay mà xài ba khách cho một cái bao tay chưa rách, rồi chừng nào mua thùng thứ hai. Cho nên là ai mà xài qua rồi thì cũng biết được là nó bền vậy đó. Hầu như là mình có thể nói 100% khách cho tới hiện tại tụi em bán đều rất là thích cái chất lượng của cái bao tay này, không có bị ngứa. Mình xài khách hàng mình bán nhiều không có bị ngứa nè, rồi chắc nè, xài không có bị giãn, bị nở trong quá trình mình làm pedicure. Xài ba khách được rồi mấy anh chị biết rồi đó. Mình không có recommend xài ba khách đâu nha, disposable là mỗi khách là xài xong là phải bỏ, còn xài ba khách thì cái đó là hơi tiết kiệm, nhưng mà cũng thấy được cái chất lượng của sản phẩm rất là good. Có đầy đủ size cho mấy anh chị X small, small và medium. Thì anh chị nào ở Local vùng San Pete, Tampa, cũng có khách ở mấy vùng cái gì Orlando cũng có chạy xuống đây nữa, thì có thể tới trực tiếp ở cái showroom để mà mình pick up hàng luôn, và cũng coi cái chất lượng sản phẩm như thế nào, cầm trên tay thì nó cũng sướng hơn, phải không mấy anh chị? Có luôn disposable pedicure kit đây. Lại gần cho coi. Anh chị nào ở tiểu bang khác mà muốn mua pallet thì có thể là gọi vào số của công ty để tụi em ấy nha. Disposable pedicure kit có sẵn cho mấy anh chị. Bên trong là có một cái cục tím, cái loại này là trà rất là đã, đồ kẹp chân, dũa nên buffer. Ok, có luôn buffer loại medium, có luôn cái loại cái này gọi là manicure kit, cái đồ kẹp chân có sẵn một cái thùng cho mấy anh chị, dép cũng có đầy đủ luôn. Dép thì mình có hai loại, một loại là đã may rồi và một loại là chưa may, tùy người, có người thích may rồi, có người thích chưa may. Em thì em thích may rồi, bỏ lên vậy nè, kẹp thọt vô cái xong. Còn có người thì thích đấy, mà em làm này không được. Cái này ai làm quen làm được à. Em thọt vô vậy cái xong, cái đụng cái ngón chân cái nó hư bị mấy lần rồi. Nhưng mà thấy có nhiều chị thọt vô rất là hay, cho nên là ai quen cái nào là sử dụng cái đó. Ngang tay giá bao nhiêu vậy chị? Một thùng bao tay này của mình đó là một thùng là 85 đồng. Một thùng của nó là trong đó có bao nhiêu cái chị quên em. Đây đọc. Một thùng có 10 hộp. Mỗi hộp 100 cái có nghe 1000 cái. Quảng cáo mà hỏi giá không nhớ nè. Có số lượng bao nhiêu không nhớ. Bị la hoài vụ đó đó. Đó, một thùng như vậy á của mình là 85 đồng nha mấy anh chị, có 1000 cái bên trong.
Và khi đi pallet á, thì em nhớ là mình đi một pallet, không có nhớ là được bao nhiêu thùng. Có ai nhớ pallet bao nhiêu thùng không? Nhắc bài giùm. Mấy anh chị có thể gọi vào số của công ty để tụi em hỗ trợ cho. Để nếu như mấy anh chị cần combine với dép hoặc là đồ dũa hoặc là disposable pedicure thì tụi em cũng hỗ trợ mấy anh chị qua phone để cho lấy thành một cái pallet cho mấy anh chị đi luôn cho nó dễ. Và ở local thì mình có acetone and alcohol. Acetone alcohol thì tụi em tạm thời là không có ship đi tiểu bang khác, tại mấy chất trái rất là khó để ship, mà ship cũng nặng cũng không có đáng nữa. Thì local mình đã có rồi, mình có lò 70%, 90% acetone cũng có luôn, và đảm bảo là giá sẽ là giá thấp nhất để cho mấy anh chị sử dụng luôn. Hỏi giá thấp nhất là bao nhiêu thì em không biết, mình sẽ mask price cho mấy anh chị. Nếu như mấy anh chị có cái receipt thì mình sẽ mask cái price đó cho mấy anh chị local tới pick up nha. Thì một tí xíu thông báo nhỏ là có đầy đủ đồ cho mọi người tới local để mọi người mua luôn rồi. Mấy năm nay mấy anh chị đợi thì bây giờ cũng đã có rồi. Còn nhiều cái hàng khác nữa. Giờ đi ra đây, đây để chị quay cho. Để em thôi đi, tướng giống dịch bầu quá. Ok. Ở ngoài đây thì showroom ở ngoài đây thì mọi người có thể tới coi đồ, lựa đồ, thử đồ tại chỗ luôn. Hello chị Anna Chan. Đó, ở đây thì mọi người có thể tới, mọi người coi và thử những cái sản phẩm này trực tiếp. Tại đây có cái bàn trưng bày để cho mấy anh chị có thể thử. Nước sơn, top coat, base coat thì mọi người có thể mua và pick up liền tại chỗ luôn nha. Đó, tụi em cũng đang trong quá trình setup, cũng sắp xong rồi cho mọi người mua cho dễ. Ok, anh chị nào dùng Tampa area dòng có thể chạy lời ủng hộ tụi em nha. Sẽ có giá hấp dẫn cho mọi người. Đó, đồ lên kệ hết trơn rồi. Rồi, thank you mấy anh chị. Hôm nay mình khoai hàng tí xíu và cũng quảng cáo và thông báo là hàng đã có hết cho mọi người tới coi. Còn anh chị ở tiểu bang khác á, thì tụi em vẫn hỗ trợ qua phone, qua số là 888-887-8807. Rồi có gì thì mọi người cứ gọi vào nha. Have a good day cả nhà.